Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 14. Này là các phần dân Israel nhận lãnh làm sản nghiệp trong xứ Canaan mà thầy tế lễ Eleasa, Josue con trai Nun và các trưởng lão của những chi phái dân Israel phân phát cho. Người ta bắt thăm chia xứ cho 9 chi phái và cho phân nửa chi phái y như Đức Giê-hô-va đã cậy Môi-se phán dặn. Môi-se đã phát cho 2 chi phái và cho phân nửa chi phái kia phần sản nghiệp ở bên kia sông Giô-đanh. Nhưng tại giữa họ, người không phát phần sản nghiệp cho chi phái Lê-vi. Con cháu Joseph phân làm 2 chi phái là Manashe và Ephraim. Người ta không lấy phần sản nghiệp trong xứ mà phát cho người Lê-vi, nhưng chỉ phát mấy thành đặng ở với đất chung quanh thành để dùng cho các bầy súc vật và tài sản của họ. Dân Israel làm y theo điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se mà chia xứ. Vả con cháu Giu-đa đến gần Giô-suê tại Ginh-ganh và Ca-lép con trai Giê-phu-nê người Kê-nít nói cùng người rằng: ông biết điều thuộc về tôi và ông mà Đức Giê-hô-va đã phán cùng Môi-se người của Đức Chúa Trời tại Ca-đê-ba-nê-a. Khi Môi-se tôi tớ của Đức Giê-hô-va ở Ca-đê-ba-nê-a sai tôi đi do thám xứ thì tôi đã được 40 tuổi và tôi thuật lại cho người thật tình. Các anh em đồng đi lên với tôi làm cho bá tánh sờn lòng. Còn tôi trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tôi. Trong ngày đó, Môi-se có thề mà rằng: quả thật, đất mà chân ngươi đã đạp đến sẽ thuộc về ngươi và con cháu ngươi làm sản nghiệp đời đời. Vì ngươi trung thành đã vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta. Kìa, trong 45 năm nay, từ khi Ngài phán lời này cùng Môi-se, đang khi Israel còn đi trong đồng vắng, Đức Giê-hô-va đã bảo tồn sinh mạng tôi đến bây giờ, và ngày nay tôi được 85 tuổi. Rày, tôi cũng còn mạnh khỏe như ngày Môi-se sai tôi đi. Tôi vẫn còn sức mà tôi có hồi đó đặng đi đánh giặc hoặc vào ra. Vậy, hãy ban cho tôi núi này mà Đức Giê-hô-va đã phán đến trong ngày đó. Vì bây giờ, ông đã hay rằng có dân Anakim và các thành lớn bền vững ở đó. Có lẽ Đức Giê-hô-va sẽ ở cùng tôi và tôi sẽ đuổi chúng nó đi y như Ngài đã phán chăng. Giô-suê bèn chúc phước cho người và ban Hê-bron cho Ca-lép con trai Giê-phu-nê làm sản nghiệp. Bởi cớ đó, Hê-bron bị ban cho Ca-lép con trai Giê-phu-nê người Kê-nít làm sản nghiệp cho đến ngày nay, vì người có trung thành vâng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Vả khi xưa Hê-bron gọi là Kiriat Araba. Araba là người dành dàng hơn hết trong dân Anakim. Từ đây về sau, xứ được bình tĩnh, không còn giặc giả. Chương 15. Phần đất bắt thăm trúng về chi phái Giu-đa tùy theo những họ hàng của chúng, chạy từ phía giới hạn Ê-đôm tại đồng vắng Xin về phía nam đến cuối miền nam. Giới hạn phía nam chạy từ đầu biển mặn, tức là từ phía ở ngay về hướng nam, rồi từ dốc Ạc-Rắp-Bim chạy dài xuống miền nam, đi ngang qua Xin, lên phía nam Ca-đê-ba-nê-a, đi ngang qua Hê-rôn, lên hướng Át-đa, vòng qua Cạc-ca, đi ngang về hướng Át-môn, đổ vào khe Ê-díp-tô rồi giáp biển. Ấy đó sẽ là giới hạn phía nam của các ngươi. Giới hạn về phía đông là từ biển mặn cho đến vàm sông Giô-đanh. Giới hạn phía bắc chạy từ phía biển nơi vàm sông Giô-đanh đi lên Bết-hốt-la, trải qua phía bắc Bết-a-ra-ba và chạy đến hòn đá Bô-han, con trai của Ru-bên. Đoạn giới hạn này đi lên về hướng Đê-bia, từ trũng A-cô chạy tới hướng bắc về phía Ginh-ganh, đối ngang dốc Adumim tại phía nam khe, rồi trải qua gần mé nước En-Shemet
và giáp Enrogen. Từ đó, giới hạn đi lên ngang qua trũng con trai Hinnom về cạnh nam của Jebu, tức là Jerusalem. Kế đó, nó chạy lên cho đến chót núi nằm ngang trũng Hinnom về hướng tây, ở đầu phía bắc trũng Rephaim. Giới hạn này chạy từ chót núi đến suối nước Nephthoach và ăn về hướng các thành của núi Ephron, rồi đi luôn đến Bala là Kiriath Jearim. Nó vòng từ Bala qua hướng tây về lối núi Seir, rồi theo hướng bắc đi ngang qua phía núi Jearim, tức là Kesalon, kế chạy xuống đến Bet-Shemesh và qua Thimna. Từ đó, giới hạn này cứ đi theo bắc Ekron, đoạn băng qua hướng Shikron, trải qua núi Bala, ăn thẳng đến giáp Neen rồi giáp biển. Còn giới hạn phía tây, ấy là biển lớn. Đó là giới hạn về bốn phía của người Juda, tùy theo những họ hàng của chúng. Người ta ban cho Caleb, con trai Jephune, một phần ở giữa người Juda, tùy theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va phán cho Giô-suê, là thành của Araba, cha Anak, ấy là thành Hebron. Caleb bèn đuổi đi ba con trai của Anak là Sheshai, Ahiman và Thamai. Từ đó, người đi lên đánh dân thành Debir. Thuở xưa, tên Debir là Kiriath Sefe. Caleb nói rằng, ta sẽ gả con gái ta là Aksa làm vợ cho người nào đánh và chiếm lấy Kiriath Sefe. Othniel, con trai của Kena, cháu Caleb, bèn chiếm được thành. Caleb gả Aksa con gái mình cho người làm vợ. Vả, sải khi nàng vào nhà Othniel, có thúc giục người xin cha mình một sở ruộng. Nàng leo xuống lừa. Caleb hỏi rằng, con muốn chi? Nàng thưa rằng, xin cha ban một của phước cho con, vì cha lập con nơi đất miền Nam, nên hãy cho con mấy suối nước. Người bèn ban cho nàng các suối ở trên và ở dưới. Đó là sản nghiệp của chi phái Juda, tùy theo những họ hàng của chúng. Các thành ở đầu cùng chi phái Juda, về phía ranh Edom tại miền Nam, là Cáp-sê-ên, Ê-đê, Gia-gua, Kina, Dimona, Ade-ada, Kê-đê, Hác-so, Gít-nang, Sip, Tê-lem, Bê-a-lốt, Hác-so-ha-đa-tha, Kê-ri-yốt-hết-rôn, tức là Hác-so, A-mam, Sê-ma, Mô-la-đa, Hác-sa-ga-đa, Hết-môn, Bết-pha-lê, Hác-sa-su-anh, Be-e-sê-ba, Bi-sốt-gia, Ba-la, Y-yim, E-sem, E-thô-lát, Kê-sinh, Họt-ma, Siết-lát, Mát-ma-na, Sang-sa-na, Lê-ba-ốt, Si-lim, A-im và Rim-môn. Hết thảy là 29 thành với các làng của nó. Trong đồng bằng là Ít-tha-ôn, Sô-rê-a, Ác-na, Sa-nô-ách, En-ga-nim, Tháp-bu-ách, E-nam, Giạc-mút, Adulam, Sô-cô, A-sê-ca, Sa-a-ra-im, A-đi-tha-im, Gê-đê-ra và Gê-đê-rô-tha-im. Hết thảy là 14 thành với các làng của nó. Lại có Sê-nang, Ha-đa-sa, Mít-đanh-gác, Đi-lan, Mít-bê, Dốc-thê-ên, La-ki, Bố-cát, Ét-lôn, Cáp-bôn, Lách-ma, Kít-lít, Gê-đê-rốt, Bết-đa-gôn, Na-a-ma và Ma-kê-đa. Hết thảy là 16 thành với các làng của nó. Líp-na, Ê-thê, A-sang, Díp-tách, Ác-na, Nét-síp, Kê-i-la, Ác-síp và Ma-rê-sa. Hết thảy là 9 thành với các làng của nó. Ét-rôn với các thành địa hạt và làng của nó. Các thành ở gần Ách-đốt cùng các làng của nó. Từ Ét-rôn về hướng Tây, Ách-đốt các thành địa hạt cùng các làng của nó. Ga-sa các thành địa hạt cùng các làng của nó cho đến khe Ê-díp-tô và biển lớn dùng làm giới hạn. Trong miền núi là Sa-mia, Giạc-thia, Sô-cô, Đa-na, Kiriath-sa-na, tức là Đê-bia, A-náp, Ết-thê-mô, A-nim, Gô-sen, Hô-lôn, Ghi-lô.
hết thảy 11 thành cùng các làng của nó: Arab, Ruma, Eshean, Yanum, Beth Tabuat, Afeka, Humta, Kiriat Araba, tức là Hebron và Sio, hết thảy 9 thành với các làng của nó: Maon, Cạc Bên, Sip, Yuta, Gitreen, Yokdeam, Sanoat, Cain, Gibea và Thimna, hết thảy 10 thành với các làng của nó: Hanhun, Betsurer, Gedo, Maarak, Betanot và Entekon, hết thảy 6 thành với các làng của nó: Kiriat Baan, tức là Kiriat Yearim và Rabba, hết thảy 2 thành với các làng của nó. Trong đồng vắng có Bet Araba, Midin, Shekaka, Nipsang, Ithamelat và Engedi, hết thảy 6 thành với các làng của nó. Và người Juda không đuổi được dân Jebusit ở tại Jerusalem, nên dân Jebusit còn ở chung cùng người Juda tại Jerusalem cho đến ngày nay. Chương 16. Phần đất bắc thăm trúng về con cháu Joseph, trải từ sông Giô-đan về Jericho, từ các suối của Jericho về hướng đông, chạy dọc theo đồng vắng từ thành Jericho lên đến núi Bê-tên. Giới hạn băng từ Bê-tên đến Lu-sơ, đi qua bờ cõi dân Arekit tại Atarot, kế chạy xuống hướng tây về phía bờ cõi dân Giáp Lê-tít cho đến bờ cõi Bết-hô-rôn dưới và Gê-xe, rồi giáp biển. Ấy là tại đó mà con cháu của Joseph, Manasse và Ephraim lãnh phần sản nghiệp mình. Này là giới hạn của Ephraim tùy theo những họ hàng của chúng. Giới hạn của sản nghiệp họ ở về phía đông, từ Aterot Ada cho đến Bet Horon trên, thẳng qua tây tại hướng bắc của Mít-mê-thác, rồi vòng qua đông về lối Tha-anát-si-lô và qua khỏi đó đến Gia-nô-ách theo phía đông, kế chạy từ Gia-nô-ách xuống Atarot và Naratha, đụng Jericho rồi giáp sông Giô-đanh. Từ tháp Bu-ách giới hạn đi về hướng tây đến khe Cana rồi giáp biển. Đó là sản nghiệp của chi phái Ephraim tùy theo những họ hàng của chúng. Người Ephraim cũng có những thành và làng riêng ra giữa sản nghiệp của người Manasse. Song họ không đuổi được dân Canaan ở tại Gê-xe, nên dân Canaan ở giữa Ephraim cho đến ngày nay, nhưng phải nộp thuế. Thi Thiên 74. Đức Chúa Trời ơi, vì sao Chúa bỏ chúng tôi luôn luôn? Nhưng sao cơn giận Chúa nổi phừng cùng bầy chiên của đồng cỏ Chúa? Xin hãy nhớ lại hội Chúa mà Chúa đã được khi xưa, và chuộc lại đặng làm phần cơ nghiệp của Chúa. Cũng hãy nhớ luôn núi Sion là nơi Chúa đã ở. Cầu xin Chúa đưa bước đến các nơi hư nát đời đời. Kẻ thù nghịch đã phá tan hết trong nơi thánh. Các cừu địch Chúa đã gầm hét giữa hội Chúa. Chúng nó dựng cờ chúng nó để làm dấu hiệu. Chúng nó giống như kẻ giơ rìu lên trong đám rừng rậm kia. Bây giờ chúng nó dùng rìu và búa đập bể hết thảy vật chạm trổ. Chúng nó đã lấy lửa đốt nơi thánh Chúa, làm cho chỗ danh Chúa ở ra phàm đến đất. Chúng nó nói trong lòng rằng, chúng ta hãy hủy phá chung cả hết thảy đi. Chúng nó đã đốt các nhà hội của Đức Chúa Trời trong xứ. Chúng tôi chẳng còn thấy các ngọn cờ chúng tôi, không còn đấng tiên tri nữa, và giữa chúng tôi cũng chẳng có ai biết đến chừng nào. Đức Chúa Trời ơi, kẻ cừu địch sẽ nói sỉ nhục cho đến chừng nào? Kẻ thù nghịch há sẽ phạm danh Chúa hoài sao? Sao Chúa rứt tay lại, tức là tay hữu Chúa, khá rút nó ra khỏi lòng và tiêu diệt chúng nó đi? Dầu vậy, Đức Chúa Trời là vua tôi từ xưa, vẫn làm sự cứu rỗi trên khắp trái đất. Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà rẽ biển ra, bẻ gãy đầu quái vật trong nước. Chúa chà nát đầu Leviathan, ban nó làm thực vật cho dân ở đồng vắng. Chúa khiến suối và khe phun nước và làm cho khô các sông lớn. Ngày thuộc về Chúa, đêm cũng vậy. Chúa đã sắm sửa mặt trăng và mặt trời. Chúa đã đặt các bờ cõi của đất
và làm nên mùa hè và mùa đông. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nhớ rằng kẻ thù nghịch đã sỉ nhục và một dân ngu dại đã phạm đến danh Ngài. Xin chớ phó cho thú dữ linh hồn bồ câu đất của Chúa, cũng đừng quên hoài kẻ khốn cùng của Chúa. Xin Chúa nói đến sự giao ước, vì các nơi tối tăm của đất đều đầy dẫy sự hung bạo. Nguyện kẻ bị hà hiếp chớ trở về hổ thẹn, nguyện kẻ khốn cùng và người thiếu thốn ngợi khen danh Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, hãy trỗi dậy, binh vực duyên cớ Chúa. Hãy nhớ lại thế nào kẻ ngu dại hằng ngày sỉ nhục Chúa. Xin chớ quên tiếng kẻ cừu địch Chúa, sự ồn ào của kẻ giấy nghịch cùng Chúa thấu lên không ngớt. Chương 7. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, Chúa Giê-hô-va phán cùng đất Israel như vậy: Sự cuối rốt đây này, sự cuối rốt đã đến cho bốn góc đất. Bây giờ ấy là sự cuối rốt cho ngươi. Ta sẽ sổ cơn giận ta trên ngươi, theo đường lối ngươi mà đoán xét ngươi, và khiến đổ lại trên ngươi những sự gớm ghiếc. Mắt ta chẳng đoái tiếc ngươi, ta chẳng thương xót ngươi, nhưng ta sẽ giáng đường lối ngươi trên ngươi, và những sự gớm ghiếc sẽ ở giữa ngươi. Các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Tai vạ có một, này nó đến, kỳ cuối cùng đến, kỳ cuối cùng này đến, nó tỉnh thức mà nghịch cùng ngươi, kìa, nó đến kia. Hỡi dân trong đất, sự bại hoại định cho ngươi đã đến, kỳ đã đến, ngày gần rồi, là ngày có tiếng ồn ào, không còn tiếng reo mừng trên các núi. Nay ta hầu kiếp đổ sự thạnh nộ ta trên ngươi, và làm cho trọn sự giận ta nghịch cùng ngươi. Ta sẽ đoán xét ngươi theo cách ngươi ăn ở, và khiến đổ lại trên ngươi những sự gớm ghiếc ngươi. Mắt ta chẳng đoái tiếc ngươi, ta chẳng thương xót ngươi đâu. Ta sẽ tùy theo đường lối ngươi báo trả ngươi, sự gớm ghiếc ngươi sẽ ở giữa ngươi. Các ngươi sẽ biết rằng chính ta, Đức Giê-hô-va, là đấng đánh phạt. Này, ngày đây, này, ngày đến, sự bại hoại định cho ngươi đã đến. Gậy đã trổ bông, sự kiêu căng đã nảy nụ. Sự cường bạo đã dấy lên làm gậy gian ác. Chúng nó sẽ chẳng còn chi hết, chẳng còn ai của đám đông chúng nó, chẳng còn gì của sự giàu có chúng nó, chẳng còn sự sang trọng giữa họ nữa. Kỳ đến, ngày gần tới, kẻ mua chớ vui, kẻ bán chớ buồn, vì có cơn giận trên cả đoàn dân nó. Vì kẻ bán dầu còn sống cũng không thể trở lại lấy của mình đã bán, vì sự hiển thấy chỉ về cả đoàn dân nó sẽ chẳng ai trở lại, và chẳng ai sẽ nhờ sự gian ác đời mình mà bổ sức lại. Kèn đã thổi, mọi sự đều sẵn sàng rồi, nhưng chẳng ai ra trận, vì cơn giận ta ở trên cả đoàn dân nó. Ở ngoài thì gươm dao, ở trong thì ôn dịch và đói kém. Kẻ nào ở ngoài đồng sẽ chết bởi gươm dao, kẻ nào ở trong thành thì cơn đói kém và ôn dịch sẽ vồ nuốt lấy. Song những người nào được trốn sẽ thoát khỏi, và sẽ ở trên núi như bò câu ở đồng trũng. Mọi người trong chúng nó than vãn, ai nấy vì sự gian ác mình. Mọi tay đều mòn mỏi, mọi đầu gối đều yếu như nước. Chúng nó sẽ thắt lưng bằng bao gai, bị sự kinh khiếp bao bọc. Mọi mặt đều hổ thẹn, mọi đầu đều trọc trọi. Chúng nó sẽ quăng bạc mình ra ngoài đường phố, vàng chúng nó sẽ ra như đồ ô uế. Hoặc vàng hoặc bạc cũng không thể cứu chúng nó nơi ngày cơn giận của Đức Giê-hô-va, không thể làm cho chúng nó no lòng, không thể làm cho chúng nó đầy ruột, vì ấy là đồ làm cho chúng nó sa vào tội lỗi. Những đồ trang sức chúng nó đã làm cớ kiêu ngạo cho mình, chúng nó dùng đồ ấy mà làm hình tượng gớm ghiếc và đồ đáng ghét. Vậy nên ta đã làm cho đồ ấy ra như sự ô uế cho chúng nó.
ta sẽ phó những đồ ấy làm mồi cho tay dân ngoại, làm của cướp cho kẻ giữ trong thế gian. Chúng nó sẽ làm ô uế nó. Ta sẽ xây mặt khỏi chúng nó. Người ta sẽ làm dơ nhớp nơi cấm của ta. Những kẻ trộm cướp sẽ vào đó và làm ô uế. Khá sắm sửa xiềng xích, vì trong đất đầy những tội làm đổ máu, và trong thành đầy những sự tàn bạo. Ta sẽ đem những kẻ rất hung ác trong các dân ngoại đến để choáng lấy nhà chúng nó. Ta sẽ làm cho sự kiêu ngạo của kẻ mạnh tắt đi. Các nơi thánh của nó sẽ bị ô uế. Sự hủy diệt đến. Chúng nó sẽ tìm sự bình an nhưng tìm không được. Tai vạ chồng trên tai vạ, tin dữ kế lấy tin dữ. Chúng nó sẽ tìm sự hiện thấy nơi kẻ tiên tri, nhưng luật pháp lìa khỏi thầy tế lễ, trí mưu lìa khỏi các trưởng lão. Vua sẽ thương khóc, quan trưởng sẽ mặc lấy sự não. Tay của dân trong đất đều run rẩy. Ta sẽ đãi chúng nó theo cách chúng nó ăn ở. Chúng nó đáng thể nào thì ta xét đoán cho thể ấy. Chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Chương 8. Năm thứ 6, ngày mùng 5 tháng 6, khi ta đang ngồi trong nhà và các trưởng lão Giu-đa ngồi trước mặt ta, thì tay Chúa Giê-hô-va giáng trên ta. Bây giờ ta thấy, và này, có hình giống như hình trạng lửa. Từ hình trạng ngang lưng người ấy trở xuống thì là lửa, còn từ lưng trở lên thì như hình trạng sáng chói, tựa đồng bóng nhoáng. Người ấy giơ ra như hình cái tay, nắm lấy một lọn tóc trên đầu ta. Thần cất ta lên giữa quãng đất và trời, trong sự hiện thấy của Đức Chúa Trời, đem ta đến thành Jerusalem, nơi cửa vào sân trong, về phía bắc, là nơi có chỗ ngồi của hình tượng sự ghen tương làm cho nổi ghen. Này, tại đó có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời Israel, như ta đã xem trong sự hiện thấy tại đồng bằng. Ngài bèn phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy ngước mắt về phía bắc. Vậy ta ngước mắt về phía bắc, và này, nơi phía bắc cửa bàn thờ, chỗ lối vào, có hình tượng của sự ghen tương. Ngài lại phán cùng ta rằng, hỡi con người, ngươi có thấy sự những kẻ này làm, tức là những sự gớm ghiếc lớn mà nhà Israel đã phạm tại đây, đặng làm cho ta xa nơi thánh ta chăng? Song ngươi sẽ còn thấy sự gớm ghiếc lớn khác nữa. Đoạn, Ngài dắt ta đến cửa hành lang. Ta nhìn xem, thấy một lỗ trong vách. Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy soi vách đi. Khi ta soi vách xong, thì thấy có một cái cửa. Ngài lại phán, hãy vào xem những sự gian ác đáng gớm mà chúng nó làm ra ở đây. Vậy ta vào, xem thấy, và này, có mọi thứ hình tượng côn trùng và thú vật gớm ghiếc, mọi thần tượng của nhà Israel đã vẽ trên chung quanh tường. Trước mặt các thần tượng ấy đứng 70 trưởng lão của nhà Israel. Giữa đám họ có Ya-asania, con trai Sa-phan. Mỗi người tay cầm lư hương, khói thơm bay lên như ngút. Ngài bèn phán, hỡi con người, ngươi có thấy sự các trưởng lão nhà Israel mỗi người làm trong nơi tối tăm, trong phòng vẽ hình tượng của mình không? Vì chúng nó nói rằng, Đức Giê-hô-va không thấy chúng ta đâu. Đức Giê-hô-va đã lìa bỏ đất này. Ngài lại phán rằng, ngươi sẽ còn thấy những sự gớm ghiếc lớn khác nữa mà chúng nó làm. Ngài dẫn ta đến lối vào cửa nhà Đức Giê-hô-va, cửa ấy về phía bắc. Này, tại đó ta thấy những đàn bà ngồi mà khóc tham mưu. Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người thấy chưa? Ngươi sẽ còn thấy những sự gớm ghiếc lớn hơn nữa. Kế đó, Ngài đem ta vào hành lang trong của nhà Đức Giê-hô-va. Này, nơi lối vào đền thờ Đức Giê-hô-va, giữa hiên cửa và bàn thờ, ta thấy có ước chừng 25 người sấp lưng về phía đền thờ Đức Giê-hô-va và xây mặt về phía đông, hướng về phương đông mà thờ lại mặt trời. Ngài bèn phán cùng ta rằng, hỡi con người, thấy chưa?
nhà Giu-đa phạm những sự gớm ghiếc mà nó phạm ở đây, há là sự nhỏ mọn sao? Vì nó làm cho tội ác mình đầy dẫy trong đất, và còn xây lại chọc giận ta. Này, chúng nó lấy nhánh cây để gần mũi mình. Vậy nên, ta cũng sẽ làm y theo cơn giận. Mắt ta chẳng đoái tiếc chúng nó, và ta không thương xót đâu. Dầu chúng nó kêu la om sòm vang đến tai ta, ta chẳng thèm nghe chúng nó. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.